bạn đã quay lại với mình là Sơn Lab đến từ Supercao Làng Hoa. Và thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tập được tay trước không đụng tới tạ luôn các bạn ha, ngay tại cái nhà của mình. Và trước khi mình vào tập, bạn phải cần nắm thật rõ để sau này các bạn không hỏi mình nữa, ok? Thứ nhất, tay trước của mình nó chỉ được tác động, nó chỉ thật sự mình tập vào tay trước thông qua những bài kéo thôi, kéo row, kéo xà, kéo hamster, vân vân. Nó không bao giờ có những bài tập đẩy mà vào tay trước các bạn, không có những bài nào hít đất mà vào tay trước. Nhớ các bạn, không có cái bài dip nào vào tay trước, ok? Tay trước của mình chỉ được tác động thông qua bài kéo. Mình đã hướng dẫn cho các bạn những bài tập tay trước thông qua cái link trên này, các bạn có thể xem ha. Tuy nhiên nó yêu cầu là các bạn phải có xà thấp, xà cao. Nhưng tại vì bạn không có dụng cụ thì bạn xem cái lúc này. Nên bây giờ mình tới bài tập thôi. Ok ha. Mình sẽ cần hai cái ghế này ha. Nếu bạn không tìm được hai cái ghế này, vui lòng tìm giúp mình hai vật có độ cao bằng nhau và nó cao từ 30 khoảng 50cm thôi. Mình sẽ làm trên ghế này trước, lát nữa mình sẽ làm mẫu trên ghế cao hơn cho các bạn xem ha. Khi mình có hai cái ghế như vậy rồi thì mình sẽ nằm ngửa xuống nè, mình sẽ bước xuống sàn chưa? Hai tay mình đến đây thì khi mà thì ghế này càng cao sẽ càng khó, động tác sẽ giống như vậy nữa này, như vậy. Ở bài này nó sẽ có hai giai đoạn, một giai đoạn kéo và giai đoạn đẩy. Thì mình muốn tập trung cái tay trước, mình chỉ tập trung vào giai đoạn kéo thôi. Mình chỉ tập trung kéo thôi. Xong cho các bạn cách tập tay trước tại nhà chỉ với một bài tập đơn giản như vậy ha. Trong quá trình tập luyện, nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì hay thắc mắc nào, hãy cứ comment trực tiếp phía dưới, inbox trực tiếp cho tụi mình qua fanpage Supercao Làng Hoa. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ, chỉ cảm hứng được cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Chào các bạn.